Bạn nha, thì bây giờ mình đang ở ngay chỗ ngã tư và cái đường giao với Phạm Văn Đồng và Trần Kiên nha. Vì bây giờ mình sẽ làm một video là mình sẽ qua lại các bạn cái đường mà đi tới cái đường mà lên núi Vàng các bạn, cái đường bê tông lên núi Vàng á, là mình sẽ qua lại con đường đến chỗ đó nha. Rồi thì bây giờ theo mình nào, đây là đường Trần Kiên nè, đó đây là thư viện huyện Đức Phổ này đó, đi dọc theo cái đường thư viện đó, đường nghe đường lên núi nè, đó bên trái là núi Vàng các bạn, mình tìm đường lên cái núi đó nha. À, các bạn nhớ thầy Hải không? Hải và Lý á, là ở đoạn này nè. Hôm nay mới mở một quán cà phê đi. Đó, mình đi. À, Trung Nguyên vậy chứ bộ. Nhưng mà hồi chắc mày uống đâu. Nhỏ xíu à. Mày uống quán đâu. Có đâu. Nhà thầy đâu ta? Nhà thầy đâu đây nè? Chưa tới, đâu đây nè? Phải không? Đâu đây nè? Gần nó uống nhậu hả? Đâu đây nè? Đây đúng không? Nhậu phải đâu? Đây, 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 đây. Uống nhậu đi. Đó, hai người hai đây nè. À, đây là nhà thầy đúng không? 13 thằng kia. Nhà thầy để lấy tụi mình hồi cấp 3 nè. Quá vãi nữa, 43 thằng kia luôn. Đó, nhà thầy Hải thì biết đến dạy thêm, học thêm với mình. Đây là trường mầm non Thị Trắng cơ sở 2. Rồi tới cái chỗ này là bằng quẹo vào đường Quang Trung nha các bạn. Đó, thì cái đường này các bạn chạy thẳng ra là tới cái đường lên núi núi Đá Vàng á. Núi Già. Đúng núi là núi hả? Già. Cái này đây là hẻm 39 à, có phải hẻm 39 ở đây. Vậy. Trong này những cái đường chút xíu mà người ta cũng để hẻm nha. Để đường lên lội luôn mới ghê chứ. Chỗ nào thông lại để đường thấy. Đường nhỏ xíu à. Mốt nó quy hoạch ra tầm lẻ hết. Đó rồi giờ nhỏ nào nào á, thằng Quy á. Thằng Quy á, Quy bả nhảy ra nè. Dạ sao nói nè. Nè. Nhà sinh viên nè. Hào lên không đi đứng. Hào lên rồi nó chơi nó dụ nhân tử á. À. Đúng chàm từ đó luôn á. Ừ. Từ đó là mê nhân tử là bó hàng cho. Thế là tất cả đều là do bạn Huy vô. Ê, do thằng Quy thấy á. Nhỏ đó, hồ đó là thu nhận nhà giàu á. Nhà chút xíu không, nhưng mà bên trong nội thất đã nè. Đồ to, đồ xịn không. Nhà nào đâu nữa không? Nhà này sao đó, như nhà này. Nhà này nè. Như nhà này. Nhà chút xíu ở đây. Không biết lẽ không? Nhớ nhà nhỏ như bữa nay sai lẻ rồi không? Không biết, nhà phía tây đó, gần nhà con Như thế này. Nhà Như đây có không? Như nhà kia kìa, nhà em tôi mà chừng dần đó. À, không nhớ nhà quỷ đâu, nhà nó sai lẻ rồi sao? Đây giờ đấy. Biết. Hình như là nã, đúng nhà nã. À. Nhớ nó thuộc vô sâu rồi, nhiều bữa nay nó sai lẻ rồi. Nhỏ như là không, nhỏ 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 cái này. Rồi cái lỗ Tân Dương đó. Đây đây đây. Đó. À, nhà màu nhà bự nhất đó. Đây, đó, nhà ra đây. Đây là nhà của thầy gì? Qua nhà thầy Toàn đúng không? Qua rồi. Đường hai giờ thẳng ra đường Bình Chánh luôn. Nè. Chở mày đi chưa em? Thì chở tới kia ghê quá không quay lại rồi. À. Nó chở tới này vô cái núi núi tới ghê quá không quay lại luôn. Đó, đường này là đường tới chỗ đoạn núi này. Đây là lên núi Vàng, núi Vàng một bên rồi này đúng không? Ừ, núi Vàng bên. Đây là núi Vàng rồi đó. Đó, nhìn thấy ghê không? Ghê chứ. Gái các bạn. Sao đến mình ở đây cậu? Gái núi. À, gái núi á. Gái núi. Quýnh tìm bường đầu. Được thì có mấy cái mộ đó. Quay không được. Quay dưới là đường đường lái mày, mày không quay cạnh cái đen. Không, 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 không. Ủa, nhưng mà đi qua rồi sao không ta?
chỗ nãy là chưa thấy. À chỗ ai, chỗ ai người ta rồi. Đó cái đường lên đó, đường lên bê tông này. Đó các bạn, bây giờ mình đã tới rồi nè. Các bạn thấy cái đường lên không? Không, ông qua thử mà. Đó bạn thấy không, cái đường này hồi xưa là người ta không có chặn lại nha, là mình có thể chạy xe lên lên luôn. Bây giờ người ta cấm rồi, chắc lên cũng sợ té rồi cướp giật rồi á, sợ ma túy đi này lắm á, cấm ghi âm chụp hình luôn em phải không? Cấm ở trên đó thôi mà. Đó nó cấm. Cấm lên trên đó quay, chứ còn ở dưới này mình chỉ đi đường thôi mà, mình nhìn thấy thôi mà. Cái khu này nhìn thấy ghê quá à. Đi đường này rùng rượi nè. Hai thanh niên kia đã quay lại rồi, hay mình quay lại luôn đi. Để sợ á. Thôi mình quay lại đi. Không, chào thẳng ra coi nhòi. Rồi kia ta ra đường cánh, đi đi cho mày biết thôi, rồi quanh lẹ. Đó, có nhà thấy không? À, bên này là cái nhà đó hả? Đó, các bạn cứ chạy thẳng mà, đường cánh thôi chứ không cục đường đâu. Các bạn cứ chạy đi, không có sợ gì á. Cái đây có nhà. Trong này cũng là thôn rồi đúng không? Ê, nó là thuộc của mình á. À. Đó, có xe con đàng hoàng nữa, dân nhiều lắm. Cái này nãy đi qua cái đoạn kia kia quá. Mấy cua các bạn đi cẩn thận nha, đi chậm thôi. Nhiều anh tới đi chạy ẩu lắm. Đường này đi cũng được nè. Đi đi thử không? Đây đường nào ta, bữa trước tiền nồi đi. Bữa trước nhớ đi một đường. Bên kia đường kia là lên núi sao vậy? Mà đừng có cái gì người đi thì đang phải đây hết. Hay là cầu bảo. Đi thử ra hình như bữa trước là dần đi đường kia. Phải không ta? Không, bữa đó điện ngay luôn á. Hả? Điện ngay, thấy quen quen. Đồ của em mở đường kia sao xong cái đường này. Rảnh quá đi. Trời ơi. Sao quanh lẹ chơi gì mày. Ừ. Đường kia lắm, đường tắt. Cái đường này về nhà gần hơn, cái đường quanh lẹ đường nhà sàn nãy về đâu lát luôn này. Đó, thấy con gà có thằng khá nữa. Ừ. Tắt đi.